sáng đầu tuần, ngoại trừ Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Hậu Giang, Kiên Giang có mưa. Còn lại, phần lớn Nam Bộ đều đang tạnh ráo, nhiệt độ 25 đến 27 độ. Khoảng tạnh ráo và có nắng sẽ kéo dài đến khoảng đầu giờ chiều nay, còn từ 13 giờ, mây dông sẽ lại phát triển và gây mưa. Mưa to tập trung tại những nơi có màu xanh đậm, chủ yếu ở miền Đông và khu vực Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh. Từ sáng đến trưa nay, trời sẽ nắng mây đan xen. Cùng với thành phố Hồ Chí Minh, nhiều nơi khác, trong đó có thành phố Cần Thơ, cũng nóng 32 đến 34 độ. Chỉ riêng Phú Quốc, Bạc Liêu lại dịu hơn, ở mức 31 độ.